Chúng tôi biết rằng Việt Nam thừa hưởng các di sản còn lại từ một giai đoạn lịch sử gắn liền với nước Pháp. Chúng tôi đang góp phần gìn giữ và bảo dưỡng các công trình này trong khả năng của mình. Năm nay, chúng tôi đã triển khai một chương trình đào tạo các ngành nghề trong lĩnh vực di sản, cả về bảo tàng hay các công viên thiên nhiên. Pháp sẽ tài trợ khoảng 14 tỷ đồng để đào tạo các chuyên gia Việt Nam trong khuôn khổ chương trình này và cho cả những dự án mới. Trước tiên, chào mừng đến với dinh thự Pháp, nơi mà chúng tôi luôn nỗ lực để bảo tồn trọn vẹn nhất. Như bạn có thể thấy, dinh thự này được xây dựng theo kỹ thuật thời điểm cách đây hơn 150 năm với những hành lang bao quanh tòa nhà. Để bảo dưỡng toàn bộ mặt tiền và nội thất bên trong, chúng tôi có một đội ngũ gồm các chuyên gia định kỳ từ Paris sang để chăm lo cho quý bà này. Đội ngũ đó sẽ đảm bảo mọi việc được vận hành suôn sẻ, sao cho tòa nhà vẫn nguyên vẹn, có thể đón tiếp nhiều vị khách. Chính vì thế mà chúng tôi cố gắng gìn giữ nó để truyền lại cho thế hệ sau. Sống trong một tòa nhà như vậy quả là một đặc ân và một niềm vinh hạnh. Lần đầu đến đây, tôi đã có phản ứng như tất cả mọi người lúc mới đến, đó là wow, đây là nhà của mình đấy. Và điều đó thực sự ấn tượng. Quả thật, tôi vô cùng xúc động vì có cả một lịch sử đằng sau nó. Tòa nhà đã tròn 150 tuổi và có những nhân vật rất nổi tiếng đã từng ghé qua. Nghĩ lại đây, và đôi khi ta cũng cảm thấy mình quá nhỏ bé so với lịch sử của nó. Một may mắn khác là dinh thự được bao quanh bởi một công viên rất đẹp với diện tích đến 1,5 hectare. Nó nếp mình dưới những bóng cây có khi còn lâu đời hơn cả chính nó. Đối với tôi, quả là một đặc ân lớn khi có thể đến và lưu lại nơi này, một nơi như ốc đảo tuyệt đẹp ngay giữa thành phố luôn luôn hối hả. Ở Pháp có nhiều công trình kiến trúc cổ, chúng tôi rất coi trọng những công trình ấy vì đó là một phần lịch sử. Pháp từ lâu đã chú trọng việc bảo tồn, bởi lẽ chúng giống như những cái cây cần đến gốc rễ để sống và sinh trưởng. Con người cũng cần nhớ về lịch sử, tức là nhớ về cội nguồn để có thể trưởng thành, phát triển. Lịch sử là một phần rất quan trọng trong mỗi chúng ta. Vì vậy ở Pháp, chúng tôi có các chính sách để bảo tồn và phát huy những công trình kiến trúc cổ. Về khía cạnh bảo tồn, có nhiều chính sách sẽ được triển khai. Chính sách nổi tiếng nhất ở Pháp được coi là các công trình lịch sử, tức là có hai loại công trình ở Pháp. Thứ nhất là các công trình được xếp hạng công trình lịch sử, là những tòa nhà mà tầm quan trọng về lịch sử trong đời sống của người Pháp đã được công nhận. Vì thế, chúng tôi sẽ bảo tồn nguyên trạng chúng bằng mọi cách. Thứ hai là những công trình được ghi vào danh sách các công trình lịch sử, tức là có ý nghĩa thấp hơn nhưng vẫn là một di sản quan trọng. Để bảo tồn các công trình này, chúng tôi có chính sách trợ cấp. Khi các công trình được xếp hạng hay được ghi danh vào danh sách các công trình lịch sử, nhà nước có thể trợ cấp cho chủ sở hữu các công trình đó, để một mặt hỗ trợ họ gìn giữ công trình đó. Mặt khác, điều này đồng nghĩa với việc họ không thể can thiệp theo ý mình. Bạn sẽ không thể xây dựng bất cứ một công trình hiện đại nào bên cạnh một công trình lịch sử. Có những quy định phải tuân thủ dành cho các công trình lịch sử. Vì vậy, nếu muốn thi công, bạn phải xin cấp phép để cải tạo, trùng tu và duy trì nguyên trạng. Mặt khác, nếu muốn xây dựng ở ngay bên cạnh cũng phải xin cấp phép. Vì thế mà cần phải có đề án quy hoạch đô thị để tránh trường hợp xây dựng vô tổ chức bên cạnh những công trình có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Bên cạnh đó, may mắn là ở Pháp đã hình thành hệ thống tri thức, kỹ năng từ thời Trung Cổ. Trên thực tế, mô hình nổi tiếng nhất là các hiệp hội Compagnie du Devoir, trong đó bao gồm những bạn trẻ mà ngay từ 15-16 tuổi đã được đào tạo các nghề rất đặc thù như nghề mộc, nghề đẽo đá, nghề nhân tạo hình kim loại. Ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi có một chuyên gia là ông Sikert, người đã thành lập công ty tạo hình nghệ thuật kim loại và góp phần vào việc bảo dưỡng một số công trình tại đây. Vì vậy, chúng tôi vừa có một chính sách đào tạo chuyên gia phụ trách các công trình và một chính sách gìn giữ di tích hiện có và khu vực xung quanh. Và tôi cho rằng điều cuối cùng cần nhắc đến chính là giáo dục, tức là phải làm sao để thế hệ trẻ có thể coi trọng di sản này. Và để đạt được điều đó, chúng ta cần phải bắt đầu từ khi các em còn nhỏ. Từ độ tuổi 9-10, các em sẽ được đưa đi tham quan các lâu đài hay bảo tàng để khám phá và hiểu được toàn bộ lịch sử của đất nước xinh đẹp chúng tôi. Tôi cho rằng đây là điều cần làm trong tương lai để di sản trường tồn.
Chúng tôi biết rằng Việt Nam thừa hưởng các di sản còn lại từ một giai đoạn lịch sử gắn liền với nước Pháp. Chúng tôi đang góp phần gìn giữ và bảo dưỡng các công trình này trong khả năng của mình. Năm nay, chúng tôi đã triển khai một chương trình đào tạo các ngành nghề trong lĩnh vực di sản, cả về bảo tàng hay các công viên thiên nhiên. Pháp sẽ tài trợ khoảng 14 tỷ đồng để đào tạo các chuyên gia Việt Nam trong khuôn khổ chương trình này và cho cả những dự án mới. Điều mà tôi có thể chia sẻ đó là vấn đề này đã tồn tại ở Pháp từ lâu và Pháp đã nỗ lực để giải quyết điều đó. Chẳng hạn như ở Angers, quê hương tôi, vẫn còn một số người dân sống trong những ngôi nhà được xây dựng từ thời Trung Cổ. Tất nhiên chúng ta không thể đòi hỏi người dân sống như người thời Trung Cổ chỉ vì họ đang ở trong một ngôi nhà thời Trung Cổ. Điều này là không phù hợp. Như vậy câu hỏi đặt ra là làm sao để vừa gìn giữ, vừa đảm bảo cho người dân sinh sống bình thường trong những điều kiện tối ưu nhất. Đây là vấn đề không hề đơn giản, dù ở bất cứ đâu. Ở Pháp, chúng tôi có một cơ chế giúp nộp yêu cầu cấp phép lên các ủy ban địa phương với thành phần bao gồm các chuyên gia và đại biểu dân cử. Ủy ban này sẽ xem xét kế hoạch do chủ sở hữu các tòa nhà đề xuất, không phân biệt kế hoạch mở rộng, cải tạo hay trùng tu. Chính quyền thành phố nơi tiếp nhận yêu cầu cấp phép xây dựng hoặc trùng tu sẽ cho ý kiến và trong một số trường hợp để ra các khuyến nghị về những hạng mục có thể và không thể thực hiện được. Việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng, vì vậy đối với các tòa nhà được xếp hạng công trình lịch sử hoặc ghi danh vào danh sách công trình lịch sử, chủ nhân của chúng có thể xin trợ cấp của nhà nước để trùng tu, và đến giai đoạn này thì cần có sự thương lượng, thảo luận để biết được những gì có thể và không thể thực hiện trong quá trình cải tạo nơi ở này. Dĩ nhiên có những việc chúng ta muốn làm ngay, chẳng hạn như cách nhiệt, cách điện hay cách âm, góp phần chống biến đổi khí hậu bằng đổi mới công nghệ và phải đảm bảo rằng điều đó không tác động đến giá trị lịch sử của ngôi nhà. Nhưng tôi cũng xin nhắc lại, đây là một vấn đề vô cùng phức tạp và đòi hỏi phải có sự thương thảo nhiều lần giữa hai bên. Việc trùng tu vẫn luôn là vấn đề khá phức tạp, như các bạn cũng như độc giả của quý báo đã chứng kiến. Vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở nhà thờ Đức Bà Paris, khiến cho phần khung sườn bị cháy trụi. Và để khôi phục lại bộ phận này, cũng giống như đối với những công trình khác bị thiệt hại do hỏa hoạn hoặc phải trùng tu bằng cách này hay cách khác, việc tìm ra nguyên vật liệu và phương pháp phù hợp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong trường hợp của nhà thờ Đức Bà, người ta đã tìm thấy những cây sồi cổ thụ trong một khu rừng ở Pháp, và đó là nơi duy nhất có thể tìm thấy loại cây gỗ giống hoàn toàn để dựng lại phần khung sườn. Tuy nhiên đây chỉ là một ví dụ nhỏ, đôi khi rất khó để phục hồi như cũ bởi vì tình trạng công trình đã xuống cấp quá mức và vì vốn tri thức kỹ năng không được lưu giữ lại. Rất may là ở Pháp chúng tôi vẫn còn nhiều công ty lưu giữ được phương pháp truyền thống. Vừa rồi tôi đã nhắc đến các hiệp hội Compagnon du Divorce và họ chính là những người được đào tạo bài bản nhất về kỹ thuật này. Họ đã lưu giữ kỹ thuật truyền thống, đồng thời thích ứng và cập nhật thêm các kỹ thuật mới để bù đắp những hạn chế trong một số trường hợp khi không thể tìm thấy những nguyên vật liệu và kỹ thuật phù hợp. Họ biết cách để khắc phục trở ngại và làm thế nào để vẫn có thể thực hiện công tác trùng tu. Nhưng làm sao duy trì việc đào tạo lớp trẻ để các tri thức kỹ năng cùng những ý tưởng của tiền nhân vẫn có thể được lưu truyền cho thế hệ trẻ? Đối với chúng tôi, đó là điều hết sức quan trọng. Continue d'être connu même chez les jeunes générations et pour nous c'est très très important.